gì vậy Văn Kiệt? Ôi trời ơi, ôi chui vô cái liền nó biến thành một chiếc xe nữa hả? Thích quá còn chui hả? Quá trời, các bạn ơi, một chiếc xe đổ bê tông. Rồi, chui vô nữa Văn Kiệt ơi, có còn nữa không? Quá trời, cái gì nó trống nữa Văn Kiệt? Quá cái gì á? Quá các bạn ơi, một bộ đồ chơi con rắn nữa nè. Trời ơi. Thôi nữa đi, chui vô nữa đi, còn cái gì không? Thôi mỗi lần chui vô là có đồ chơi luôn hả? Rồi chui vô thử. Quá chào Văn Kiệt nghe, Văn Kiệt đang làm gì vậy? Học bài. Wow, Văn Kiệt đang học bài, học chữ cái hả? Rồi con này con gì Văn Kiệt biết không? Đây là con thỏ. Quả con thỏ hả? Đây cặp của cà gót. Wow. Cái nào có gì sáng vậy ta? Ủa cái gì mà sáng vậy hả Văn Kiệt? Trời ơi. Đâu cái gì vậy? Bên trong có gì vậy? Ủa tự nhiên sao trong nhà liều có đồ chơi hả? Đâu là gỡ ra coi thử. Trời trời, các bạn ơi, tự nhiên trong nhà liền của Văn Kiệt có đồ chơi nè. Thôi bây giờ giải lao đi, giải lao. Rồi vậy nghỉ giải lao quay đồ chơi nha. Rồi lấy cái đồ chơi, đồ chơi gì lạ dưới đó Văn Kiệt? Để các bạn ơi, các bạn ơi, đây là đồ chơi kia. À, câu cá lâu đài nè, có cầu thang nước kìa, đẹp dữ vậy. Rồi bây giờ ra thử nha. Wow, đây các bạn ơi, cái bộ đồ chơi này nè, có ba con chim cánh cụt nha. Rồi mấy con cá nữa nè, cá con luôn. Đây là hình nha, để coi mình ráp như thế nào đây. Đây mình sẽ ráp như thế này nha các bạn. Đây ráp một tàu lâu đài rồi. Rồi bạn Kiệt ráp được tàu lâu đài rồi, mình ráp như thế này nè. Wow. À, vừa câu cá vừa trượt được luôn hả? Nhẹ nhàng luôn á. Quá hay dữ hả? Rồi đã quá. Rồi bây giờ ráp tiếp thôi. Đây một cái cầu nè các bạn ơi, ráp phụ Văn Kiệt nha, một cầu bắc ngang qua. Đây hay quá các bạn ơi. Ai kỳ vậy? Được chưa? À được rồi kia. À đẹp quá các bạn ơi. Rồi tiếp theo là mình trang trí cái gì đây Văn Kiệt? À cái rổ hả? Mình có hai cái rổ, một cái rổ màu tím và một cái rổ màu xanh đó nha. Đây xong cái rổ màu tím rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn một cái cổng nha, cái cổng thủy cung nè. Wow, có cá quá trời, bơi quá trời luôn đó. Rồi bây giờ ráp cái cây vô Văn Kiệt ơi. Ráp cái cần câu. Ừ, cây cần câu nha. Bây giờ thả chim cánh cụt cho nó chạy thử nha các bạn. Rồi, ai để trên đó hả? Đây, để cây cho nó xuống nha. Rồi đó các bạn ơi, quá vui quá, mấy con chim nó chạy kìa. Rồi bây giờ thả cá xuống các bạn ơi. Bắt nhạc nghe thử đi. Wow. Ủa, cá bơi rồi các bạn. Rồi cá bơi rồi. Wow. Cá hay các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi, đây là bộ đồ chơi câu cá nha. Câu cá đẹp ghê không? Có cái cầu trượt như cánh cụt nè. Wow, con chim nó chạy dữ hả? Rồi bây giờ câu đua nha. Em đây. Đây các bạn ơi, mình câu thử coi cá nó chín không. Dạ, một xúc còn là được 2 con luôn nè. Dạ, Văn Kiệt xúc hả? Thôi bây giờ sẽ gắn câu ý nè, câu được nè. Nè thấy không, câu được dính cá luôn nè. Wow. Em sẽ thử nha. Rồi bỏ vô rổ. Rồi tới Văn Kiệt câu đi. Cái gì? Wow, hay dữ hả? Câu một lần dính 2 con luôn. Trời ơi. Đây mình à. À mình câu một con cá màu xanh rồi. Câu cá màu xanh hả? Đây vui quá các bạn ơi. Mình sẽ câu
rồi. Nó núp vô cái cầu hết rồi kìa. Sao ta? Đây, con đi chui ra nè. Đấy, con đi chạy nè. Dính rồi, dính rồi. Trời ơi, đồ kia con cá này xịn quá. Đây, đây, quá. Rồi, chạy. Ôi trời, con cá màu vàng nó chạy rồi. Không được rồi. Rồi, câu lại. Rồi, dính rồi nè. Quá, các bạn ơi, đồ chơi câu cá nó vui. Quá Văn Kiệt. Trời, Văn Kiệt câu hay dữ ạ. Wow, bạn Kiệt sắc cá dữ lắm á. Đây, một con cá màu xanh nữa nè. Trời ơi, cậu chơi câu cá này thích quá các bạn ơi. Ê, dính một con nữa nè. Dính nữa rồi hả? Wow, câu hết. Ủa, mấy con cá này nó chui vô cái cầu rồi nè. Chạy cá, ừ cá à. Trời ơi, đây, đây, chạy ra rồi, dính, à, dính, dính. Bây giờ dùng vừa xúc lên, xúc đi. Xúc luôn hả? Rồi, coi mấy cá này dễ ăn quá. Mấy cá này đói lắm nè. Tháo ra đi, xúc đi. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ tháo cây câu ra, mình đổi cái đồ xúc nha. Xúc đi nha. Rồi xúc luôn, mỗi người một cái màu xanh với cái màu hồng xúc. Dạ, đây một con. Đây, dạ, hai con. Ủa, ủa trời bay qua kìa luôn rồi. Rồi, rồi hết rồi các bạn ơi. Quá, rồi gỡ ra đếm coi bao nhiêu con cá nè. Tại mình hạ, mình nếm mà mình hạ xuống rồi có phải đó mà. Rồi đếm cho bằng kìa đếm trước đi. Quá, các bạn ơi, Văn Kiệt câu nhiều quá. Còn bây giờ tới mình đếm nha. Rồi Văn Kiệt đếm giùm mình luôn đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 có 8 con à. Các bạn ơi, Văn Kiệt chơi hay quá. Thôi Văn Kiệt ơi, mình đi vô liền, mình coi lại coi tự nhiên cái sao trong liền mà có đồ chơi vậy. Ê, các bạn ơi, tự nhiên vô liều mà có đồ chơi lạ quá, để coi có ai trong liều không. Wow, có một bạn búp bê. Rồi bạn búp bê bị gì chổng hả? Búp bê ngủ rồi. Búp bê bị ngủ rồi hả? Ủa, ủa sao bạn búp bê chui vô đó vậy? Có bạn búp bê vậy đi. Ủa, ơi trời, trời, trời. Ơi trời, chóng mặt quá à. Hồi nãy mình chui vô liều của bạn, tự nhiên cái ánh sáng đâu quá trời luôn á, làm mình hết hồn, xong rồi mình té xỉu luôn. Ủa mà bị gì vậy, cái liều này bị gì vậy bạn Kiệt? Ờ rồi rồi bạn Kiệt chui vô thử đi. Thôi mình không dám chui đâu, mình sợ quá. Ôi cái gì vậy bạn Kiệt? Ôi trời ơi, ôi chui vô cái liều nó biến thành một chiếc xe nữa hả? Thích quá bạn chui hả? Quá trời, các bạn ơi, một chiếc xe đổ bê tông. Rồi 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 rồi, chui vô nữa bạn Kiệt ơi, coi còn nữa không. Quá cùi, cái gì nó chổng nữa bạn Kiệt. Quá cái gì á? Con rắn ngô khen. Quá các bạn ơi, một bộ đồ chơi con rắn nữa nè. Trời ơi, hết quá, mình chui vô tiếp đi. Thôi, nữa đi, chui vô nữa đi, coi còn cái gì không. Thật càng nhiều đồ chơi luôn. Thôi mỗi lần chui vô là có đồ chơi luôn hả? Rồi chui vô thử. Ôi có gì không bạn Kiệt? Còn gì nữa không? Không. Ủa? Ủa gì kỳ vậy? À các bạn ơi, cái liều này bây giờ bạn Kiệt, thôi mình chui lỡ đi, coi còn không. Thế dù bị lỡ sao? Ừ. Rồi không lẽ nó hết phép thuật rồi, mới có 3 lần mà. Rồi có bạn Kiệt. Có không? Ủa không có luôn hả? À các bạn ơi, cái liều này một ngày nó chỉ biến được có 3 lần đồ chơi thôi nha, không có biến nhiều được. Vậy là hôm nay là biến 3 lần rồi. Hồi nãy bạn búp bê là biến ra bộ đồ chơi câu cá nè, còn bạn Kiệt là biến ra bộ đồ chơi con rắn với chiếc xe, nên giờ đâu có biến được nữa. Đúng rồi, tại sao ngày mai mình cũng biết tiếp. Rồi giờ mình đem đồ chơi vô cái liều nha. Rồi đem đồ chơi vô cái liều cho bạn búp bê chơi luôn. Rồi ngày mai mình sẽ biến tiếp nha các bạn. Quá wow, hay quá, cái liều này hay dữ hả, cái liều đẹp ghê luôn á. Ấy cái liều quá trời đồ ăn luôn nè. Chơi vô liều nha. Chui vô liều. Chui vô liều cho bạn búp bê chơi luôn. Quá, wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Ôi quá trời đồ chơi luôn nè. Được đóng đồ chơi luôn.
Rồi bạn Kiệt với bạn búp bê chơi đi, mình đi về nghe, bye bye. Bye bye.